Tôi là một sát thủ, bất chấp tất cả mọi thứ. Cuộc sống của tôi là phải hoàn thành nhiệm vụ. Mang đây lại cho tao. Tôi gọi đây là chuyên án găng tay đỏ. Mỹ à, tôi muốn bảo vệ cho cô. Tụi bay phải tìm cho ra tên sát thủ đã ám sát bà của tao. Nghe rõ chưa? Rõ. I won't kill her. She failed. She must die. She's my partner. Em trở nên yếu đuối gì vì thằng này hả? Hết vui rồi. Lớn lên mình sẽ cưới bạn. Cưới là như thế nào? Có còn phải đánh nhau nữa không? Găng tay đỏ, 20 giờ thứ sáu ngày 26 tháng 6 2020 trên K+1, phim Việt chiếu rạp, duy nhất trên K+.